Chiều 20 tháng 3, cựu tuyển thủ Hoàng Nhật Nam đã tham gia trận đấu giao hữu với mục đích từ thiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua trận đấu này, anh cùng các nghệ sĩ của đội bóng chân tình 308 FC đã tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 70 phần quà và 30 chiếc xe đạp được trao tại buổi giao hữu này. Trước đó, Hoàng Nhật Nam cùng với những người bạn nghệ sĩ của mình cũng thường xuyên tổ chức các trận đấu giao hữu mang tính chất thiện nguyện để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.